Rồi, chào cả nhà ha. Đây, hôm nay mực nè bạn, mình sẽ mực này mình xào với mướp nha. Đối với mực này thì mình sẽ xỉ này ra để mình lấy sạch bên trong nha các bạn. Mực này mình sẽ cắt ra ha. Rồi, sau khi cắt xong mình sẽ rửa hết đấy. Rồi, xong cái phần rửa thì mình sẽ khứa nha các bạn. Khứa nó vừa tay ha. Đây các bạn ha. Mực này khá mỏng các bạn ha. Rồi sau khi cắt xong mình sẽ ướp một tí hành tiêu nha. Gia vị có sẵn đây nè. À, cái món này mình sẽ xào mướp nha. Này nhờ đứa em nó cắt ra cho mình các bạn. Ok. Cho mình miếng hành. Cho miếng tiêu phi lên các bạn. Đường nha bạn. Bột ngọt. Cho miếng dầu hào ha.
bạn bỏ gia vị đậm một tí để chút nữa cái mướp nó vô nó rút là vừa các bạn ha. Ok các bạn, cho mướp vào nha. Rồi. Từ từ nữa nó sẽ tự nó xuống nha các bạn. Đậy nắp lại thôi. Rồi mình đậy nắp lại nha. Rồi mình sẽ cho nó ra cái này. Ok. Xào lên các bạn. Khó xào tí nha. Đấy, cho nó thấm vô nè. Vậy là được các bạn à. Đây. Tắt lửa nha. Giờ mình sẽ chọn miếng tiêu nè. Tiêu là nó thơm. Quế ha, hành quế. Hành quế cho nó thơm nha các bạn. Cái món này là phải hành quế nha, chứ không phải hành ngò nha. Rồi, mình xúc một cái nè. Rồi, như vậy là hoàn thành cái món mực sầm mướp nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn các bạn ở clip sau.